Bây giờ mình sẽ đi vào chi tiết tô màu nha các bạn.
Như vậy video mình nên kết thúc nha bạn. Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Mình xin tự giới thiệu, mình là một họa sĩ tô màu tự do và mình rất thích tô màu. Ngày hôm nay mình sẽ chỉ các bạn cách tô màu và sao cho đẹp nhất. Và bây giờ chúng ta cùng bắt đầu đi tô màu nào. Xin chào tất cả bạn nhé. Bây giờ mình sẽ đi vào chi tiết tô màu như vậy.
Như vậy bây giờ mình nên như vậy.